Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay thì em vừa về được hai con đẩy cover ha. Đây là dòng đẩy Mỹ các bác này. Và một đôi loa của Nhật. Đôi loa thì thương hiệu LOD ha. Đấy, đôi loa thì được sửa hơn 1W 30, một chung và một chép giấy ha. Rồi, lát em sẽ quay cái đôi loa sau các bác ạ. Đầu tiên em sẽ quay hai con đẩy cover ha. Đây là một dòng đẩy Mỹ nồi ha. Các bác xem model đây. Đây. BXM 450. Đây, con này thì chạy 12 sào than ha. Đây các bác có thể chơi được những đôi loa Nhật, loa Mỹ, bass 30 trở về, rất là căng ha. Đây, nghe nhạc và hát karaoke. Và hai con này về thì trong tình trạng nó còn rất là mới các bác ạ. Đấy, nó đẹp khoảng 90% mỗi con ha. Và cái độ zin của nó là zin 100%. Đây, nói chung là con đẩy này thiết kế rất là đẹp mắt ha. Hai volume hai bên này các bác này. Và một nút nguồn đây ha. Đấy, dòng đẩy 2 cân. Rồi các bác xem một lần nữa thì em sẽ mở bên trong cho các bác xem. Đây, cái thiết kế ở mặt trước ha. Đây, còn rất là mới. Rồi em sẽ mở bên trong cho các bác xem. Đây, cái nắp lưng thì cũng còn rất là tuyệt vời ha. Rồi, và đây là bên trong nội thất của con Cover 450 đây. Rồi các bác cùng xem ha. Đây, một cái nội thất cực kỳ là chất lượng này các bác này. Đây, những con tụ là nó chi chít luôn ha. Đây, toàn là những cái linh kiện mà cao cấp thôi các bác ạ. Đấy, bên trong thì nó cũng có một cái thương hiệu Cover này. Đấy, Made in America này các bác này. Đấy, là cờ Mỹ ha. Rồi bên trong thì nó có một cái quạt tản nhiệt này các bác này. Và nó tản nhiệt cho 12 con sò than dưới này ha. Bên trong cái ốp này các bác này. Và một cái nguồn ha. Đấy, các bác xem cái nguồn nó đẹp như mới luôn ha. Đấy, hai tủ lọc đây. Đấy, vỉ mặt thì rất là cao cấp rồi. Các bác cứ yên tâm về chất âm ha. Chất âm của em nó thì nó rất là sáng các bác ạ. Đánh rất là chi tiết luôn. Đấy, đặc trưng của những dòng đẩy Mỹ ha. Rồi và đây là phía sau của đẩy đây. Đây các bác xem phía sau ha. Đây. Rất là đẹp luôn. Rồi và đây thì có một dòng chữ Made in USA các bác này. Đấy, hàng sản xuất tại Mỹ ha. Đường vô thì các bác có thể vô được hai đường, hai cái đường 6 ly này hoặc là hai cái đường canon cái ha. Đây là cầu ra loa đây. Rồi và đây là cái nguồn điện của nó là 240 này các bác này. Đây, dòng Mỹ xuất thị trường châu Âu ha, điện 240 này. Đây các bác xem đây, điện 240. Đây, cái trở kháng là từ 4 tới 8 ohm ha. Hai cầu loa đây. Và con này nó công suất là 225W một cân các bác ạ. 225W một cân ha. Tổng công suất của nó là được 450W. Đấy các bác, dòng này thì các bác nên ghép những dòng loa Mỹ, loa Nhật ha, hàng bãi xịn đấy. Chứ mà loa Trung Quốc thì các bác đánh yếu ha. Dòng này nó chỉ đánh loa xịn thôi các bác ạ. Loa bãi Nhật hoặc là loa bãi của Mỹ, bass 30 trở về ha. Bác đánh vô thì tiếng cực kỳ hay luôn. Rồi em cũng xin báo giá với các bác luôn. Đẩy cover BXM450 này thì em cũng xin báo giá với các bác là 5.500.000 đồng một con, em bao ship ha. 5.500.000 em bao ship toàn quốc này các bác này. Đấy, một mức giá rất là dễ chịu ha, cho các bác chơi những dòng đẩy xịn sò của Mỹ này. Cover này mà các bác đánh những đôi loa Bose ha thì chất âm cực kỳ hay các bác ạ. Các bác nghe không cũng hay luôn, không cần những con rè, không cần những con vang số ha. Các bác nghe không thôi là bát chép nó đã ra rất là nhiều rồi. Đấy, khi mà ghép với những cặp Bose ha, rất là hợp luôn. Rồi, 5.500.000 đồng một con, em bao ship ha. Rồi và tiếp theo là một đôi loa. Đây, đôi loa này thì ở ngoài rất là mới các bác ạ. Nếu em quay clip thì nhiều chỗ không quay tới được ha. Đây các bác xem thương hiệu LOD này các bác này. Đấy, ê căng thì còn rất là tuyệt vời các bác xem ha. Lát em sẽ mở ra cho các bác xem những cái tuyến loa. Ê căng là còn đẹp như mới luôn. Rồi, để em mở ra em quay cho các bác xem tuyến loa ha. Đây các bác xem ê căng này các bác này. Đấy, rất là liền lặng ha. Đấy. Rồi, em sẽ mở ra cho các bác xem tuyến loa đây. Hàng bãi Nhật về. Đây các bác xem cái thiết kế của loa rất là đẹp ha. Đấy. Trang bị một bass 30 này. Bass 30 ha. Đấy, rất là gấu luôn. Bass đánh rất độ uy lực các bác ạ. Và một mid giấy này và một chép giấy ha. Đấy, mid thì sáng, chép thì rất là nhuyễn ha. Và có một cái mũi nó bị móp này các bác này. Đấy, cái mũi mid nó bị móp vô ha. Còn mấy cái này thì nó còn nguyên vẹn này. Đấy, hàng bãi về, các cái tuyến loa là còn cực kỳ đẹp luôn. Các bác xem cái loa bát này, đấy. Gân vải các bác ha, gân vải.
Đây, chỉ có một cái loa mic này thì nó bị móp thôi, còn tất cả những cái tuyến loa còn lại thì còn đẹp này. Rồi, và đây là phía trên đây. Đây là phía trên của loa ha. Đấy, màu đỏ đô này các bác này. Đấy, và nó có nguyên cái tem cái giá của bên Nhật ha các bác ha. Cái giá bên siêu thị Nhật nó vẫn còn các bác này. Đấy. Đấy, cái loa mới của nó là tới 11.000 yên ha. Mà nó đang giảm giá là còn 10.000 yên này. Đấy, cái giá mới của nó ha. Chứ mà giá xuất xưởng này cũng khá là cao đấy. Đấy, đôi loa thì còn cực kỳ là mới luôn. Các bác xem ở phía sau đây. Này bên hông đây ha. Và đây là phía sau đây. Đấy. Rồi đây là hai dòng red line chữ L các bác này và chữ R đấy ha. Đây, mắc in sao băng này các bác xem này. Đấy, mắc in sao băng ha. Ở phía sau là không có một chút bể nở luôn, các bác xem kỹ ha. Đấy, rất là tuyệt vời. Còn đường ra loa thì họ đấu sẵn cái dây cho mình này các bác này. Đây. Đường ra loa thì họ đấu sẵn cái dây nối cho mình ha. Đấy. Đấy, nó không có chạm loa, nó chỉ có dây loa thôi. Đấy, mình đấu đỏ là cộng, đen là trừ này các bác này. Đấy, có sẵn dây rồi ha. Rồi, và cái con này thì nó để công suất phía trước này. Công suất và cái số ôm ở phía trước này các bác này. Công suất 60W một thùng ha. Chở khá là 8 ôm đây. Và model của nó là HF590. Đấy, dòng loa 3 quay ha, 3 đường tiếng này. Đấy, tuy là nó đề có 60W các bác ạ, mà em đánh có âm ly 150W ha, cực kỳ là lực luôn. Đấy, em đánh nghe Bolero và nghe Remix ha, đánh tiếng rất là hay các bác ạ, rất là uy lực ha. Nói chung là các bác chơi loa này thì nó vừa tầm tiền mà nó vừa hay các bác ha. Đây, nó bị chóc nhẹ một miếng xi ở đây các bác này. Đấy, bị chóc nhẹ một miếng ở đây thôi ha. Rồi cặp này thì em cũng xin báo giá với các bác luôn. Cặp loa này thì em đang bán với giá là 5 triệu em bao ship ha. Đấy, 5 triệu đồng là em bao ship toàn quốc này. Đấy, một mức giá rất là tốt ha, cho các bác sở hữu một đôi loa bass 30 mà 3 đường tiếng đó các bác, nghe nhạc rất là hay. Rồi bác nào mà quan tâm thì alo cho em ha. Đây, 0981384842. Rồi em cũng xin nhắc lại là giá là 5 triệu đồng là em bao ship toàn quốc cho đôi loa ha.